Để mà nói về ẩm thực Hàn á, nổi tiếng về nướng lẩu thì ok rồi, nhưng mà nó còn một cái món ok hơn cả lứa đấy chính là các loại canh. Cụ thể là mấy cái loại canh hầm như là canh hầm gà với cả canh hầm sườn. Hơn thế nữa là còn được hầm với cả thảo mộc, kiểu nhân sâm các kiểu. Như anh em đang thấy đây là cái món gà hầm sâm, khiếp chọc đũa vào mà thịt nó gọi là úa ra. Nếu mà anh em nào đã từng thưởng thức món bánh đa bò nhừ ở Hải Phòng rồi, chắc chắn là cái thịt này nó phải nhừ hơn cả thế. Thậm chí là vị nó cũng xem xem luôn anh em ạ. Nước ngọt ngọt, có thêm tí bánh đa và chắc không nhận ra đây là gà hầm sâm hay là bánh đa bò nhừ nữa. Như đã nói thì ngoài gà là còn sườn. Cái sườn này là sườn hầm với cả thảo mộc, xong rồi đi kèm với cả một đĩa sườn rim. Anh em thấy tôi phát âm chuẩn không? Riêng LL là có thể nhầm chứ RR là không nhầm được. Cái sườn rim này ăn cùng với cơm là phê luôn. Cái sốt thì giống kiểu sốt chua ngọt, thế nhưng mà ăn nó mềm với cả béo hẳn lên. Một đĩa này phải 5 bát cơm. Có một cái điều mà khi ăn món này là anh em sẽ thấy thịt ấy nó không bị dính vào xương nữa mà nó róc ra luôn. Với cả ăn nó cực kỳ là béo ngậy luôn. Bạn nào mà không ăn được mấy đồ ngậy ngậy thì thực sự là khó ăn món này đấy. Ngoài ra cho anh em nào thích ăn cay còn có sườn om cay. Đối với anh em nào mà thích ăn sườn đây đúng là thiên đường. Một đống sườn luôn, mà đặc biệt là anh em nào mà thích ăn cay nữa thì cái món sườn om cay nó quá hợp lý rồi. Món này thì nó có hai kiểu ăn, thì một là anh em là ăn gắp từng miếng ra ăn cùng với cơm bình thường, hai là nếu mà ăn sắp hết rồi thì mình có thể cho cơm và mình làm thành cái món cơm rang. Cơm rang Hàn Quốc cái kiểu nó ướt ướt thì ăn không hợp khẩu vị tốt lắm nên thôi mình skip sang món tiếp theo. Đây là cái canh sườn bò, thực sự là anh em mà đi khoảng hai người thôi một cái chỗ này là đủ ăn rồi. Hôm nay tôi đi 6 người tôi mới gọi nhiều thế. Nếu mà ăn các cái món vừa rồi sườn cảm giác nó béo ngậy quá thì anh em ăn những cái món này là được này, bởi vì là sườn nó không ninh mềm hẳn cái món kia, thế nên là ăn cảm giác nó dễ chịu, không bị ngậy quá. Như tôi là tôi thích ăn hơn hẳn. Nước lẩu ăn này khá giống vị canh cua, mặc dù lại không có tí cua với cả rau đay nào. Tổng cộng bữa này hết 2,2 triệu, nếu mà 6 người tính ra chưa đến 400 một người, cũng rẻ. Có cả phòng riêng ở tầng 2 nhưng mà phải đặt trước, tôi không đặt nên không ngồi.